Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các nội game nhé. Trò đầu tiên là Super Party. Ok, đang offline rồi. Trò chơi nhanh nha. Ôi không. Thoát nha. Xong, chiến thắng rồi. Tôi thử đua xe. Ok. Ok, chạy sang trò tiếp theo. Sup Spongy Bun. Ok, và chơi thôi. Ok. Mà tiếp theo này. Thank you.
một khoảng độ. Trò tiếp theo, Plants Zombie. Ok. Okay. Mình chơi hơi dở đấy. Ok, trò tiếp theo, Tom Friend. Ok. Thank you.
Okay, trò tiếp theo zombie cắt chiều. Tiếp theo Find the Alien 2 chẳng bị vũ khí cắt thôi. Smartphone và khẩu súng. Lấy con rồng phun lửa. Không có đây. Ok. Ở đằng kia có gì không? Có cộng di chuyển đấy. Ông đeo dao dài là người kinh.
Ok, màn tiếp theo nha. Mình đang cưỡi ngựa. Để xem nào. Tên trộm này là người ok nhé. Còn đằng này, hai tên cướp cũng là người ngoài tỉnh. Ok, mình bắt đầu leo lên cái nóc tàu. Ôi à, mấy tên cướp này liều thật. Hai cái đi bay. Còn gì nữa? Ok. Còn nữa à? Người đang lái tàu. Chỗ tiếp theo. Cậu mẹ. Bay khá là cao luôn, xem mình được bao nhiêu điểm. 26. Ok. 25,6. Ui. Tránh quả bom ra. Ôi không. Giờ mình chỉ còn 3 người. Đẹp. Cuối cùng là subway suffer. Ok, welcome back. Chào mừng trở lại với cái trò chơi này. Ok, mùa dã Giáng sinh đã bắt đầu. Tới giờ đi chờ phá luôn. Bằng cỗ máy bay không trung. Ừ, không. Ồ, còn được cái giày nhảy cao. Ôi giời ơi. Thank you.
Ok, cả ba. Để đang hoàn thành nhiệm vụ. Video đây là hết, cảm ơn các bạn đã xem.